Rồi, hello, xin chào mừng các bạn đến với kênh Quy Tơi Xe Vô của Trung ha. Thì bữa nay là thứ bảy. Để Trung coi cái điện thoại. Thôi. Bữa nay là 28 à. 28 tháng chín ha, 28/9 rồi. Thì bữa nay Trung sẽ làm trước cái clip này, cây cây này là Trung sẽ giao lưu với anh em là giá hôm nay 700k ha. Tại ngày mai Trung sẽ đi miền Tây, chủ nhật Trung đi miền Tây, thì anh em nào có giao lưu với Trung thì cứ gọi Trung ha, rồi cho số điện thoại, rồi Trung sẽ hoặc là gửi tin nhắn cho má, thì Trung khi Trung về Trung sẽ chốt cho anh em nha. Còn bữa nay thứ bảy thì Trung sẽ quay để ngày mai chủ nhật Trung đăng lên. Tại mai Trung không có nhà bà, mai không có nhà ha. Rồi giờ trước mặt của bạn là cái cây mã số đầu tiên là cây mã số 915 à. Tại bữa hôm Trung làm tới cây 914 à. Là cái lô trước là 700k đó, 700k là cây nó hơi lùn hơi nhỏ, thì Trung bao ship cho anh em một lô là gọi là tri ân kia khách hàng ha. Thì còn lô này là Trung cũng dễ sẵn giao luôn anh em là giá 700k, nhiều điều cái lô này là Trung không bao ship ha. Tại cái lô này là cây hàng độc, hàng có thằng có thế bạn, cây đã thành phẩm, nói chung là hợp lý này, nên trong cây này chúng sẽ không bao ship lô này, thì anh em thông cảm giùm nha. Cái bao ghép trước bạn, mặt của bạn thì bạn thấy không, nó đã liền gần hết luôn, hầu như là đã liền luôn, cốt thì bự bạn, thân hình thì đẹp. Đây, cây này thì có 4 cái rễ, ok, cây này với cây cuối bạn, cây này với cây cuối ha, cây cuối là cây 920 ha, hai cây này là một chung một cặp này, chúng sẽ làm cái đầu cây cuối. Chúng lấy cái thuốc này. Rồi bây giờ Trung sẽ đo cho các bạn xem cái hoành ha. Ở nhà Trung nhân mũi hơi nhiều mà. Cái hoành cây này thì 14 mà ha, hoành 4. Chiều cao của em này thì 60 rồi ha, chiều cao 60. Đó, chiều cao 60 là ok ha. Cây này nói chung mình lùng mà, cái tàn tròn đều, búp nụ nhiều bạn. Bạn thấy búp nụ nè. Cây nhìn búp nụ rất ok ha. Đây. Rất vừa Tết đấy mà. Rất vừa luôn ha. Búp nụ rất nhiều. Đây. Rất nhiều búp nụ luôn ha. Mai này là dẫu Thủ Đức 12 cánh nha các bạn. 12 cánh là cánh thơm ha. Cánh thơm thì bữa hôm Trung có làm cái clip bông rồi, mà bữa nay rất tiếc trong vườn Trung không có cây nào nở bông. Hôm qua có một cây nở bông mà Trung giao lưu luôn rồi. Thì coi còn Trung sẽ chụp cái hình cho bạn xem. Thì người ta nói bông bự bạn, bông không cho bá bạn. Rồi thì giờ Trung sẽ cây này nãy Trung đo hoành được không? Giờ Trung sẽ bỏ xuống cho bạn xem này nha tàng. Cái bo ghép này trên đây bự bạn, bo ghép này bằng ngón tay cái, Trung bự hơn bằng chân cái, đây là tay cái ha. Này, cái bo chỗ này để Trung đo luôn cây này bạn xem. Nói chung tay cái tay nhỏ người lớn mà, nên mình cũng không có chính xác được bao nhiêu ha. Nên mình sẽ lấy dùng thước là chính xác nhất ha. Dùng thước gì là đo là chính xác nhất. Cái này Trung đo trên chỗ nhỏ nha, cái này bự phụ bự Trung đo trên chỗ nhỏ nè ha. Chỗ nhỏ này là nó khoảng 8 phân mà, chỗ nhỏ nè ha. Chỗ 8 mà còn dưới đây là chỗ 9 nè. Chỗ bự này bự lắm nè. Cái này thì nó bự ạ. Chỗ này thì 9,5 luôn ha. Chỗ này 9,5 này 8. Đó, thằng thì họ đã bấm gần cột rồi, cột của bạn. Thằng uống lượng luôn nè bạn. Cái cành thằng uống lượng luôn ha. Còn cái này thì cái đọt nó trên nó sung quá, họ uống cái đọt trên nó hơi xấu đọt, cái này gì anh em thì sửa cái đọt đó ha. Để Trung coi là cái camera thấy được cái hết đọt luôn nè. Cái đọt đó thì họ làm hơi bị xấu chút bạn. Đó, tàn đều tròn mà ha. Tàn đều tròn. Rồi cái vàng tàn rộng tàn ngang của nó thì cũng bự rồi. Đây là Trung đi đo chỗ này cho công bằng ha. Đo bên kia nó dài hơn. Mình đo chỗ lùi nhất. Nói chung Trung không đo lá là chiều ngang của nó khoảng 52 bạn ha. Còn nhánh này mình kéo ra là bự ha. Đây này hạ chỗ này chưa hạ luôn ha. Lùng lực nó thì Trung giao lưu mai thì Trung sẽ để y như quy như vậy ha. Quy như vậy thì anh em nào cứ thích kiểu nào thì đó sửa là kiểu đó, cho nó giải theo ý của mình ạ. Còn như mà Trung đã đến Trung sửa là cho tới toàn tròn tàn đẹp tàn rồi đó thì bán gì anh em mà không còn chuyện làm nào, anh em ở không á, nên Trung sẽ giao lưu những cái mai mà dạng như là chưa có sửa tàn sửa cành ha, chưa có sửa tàn sửa cành để về cho anh em mình có chuyện làm. Ở cây này búp nụ rất nhiều bạn, thì nói chung mà những cái cành non này thì mình quắn vừa thôi bạn, tại nó còn sức bự của nó,
qua quán xong mình phải chỉ việc phá cái đầu là vậy thôi. Còn cái nó còn sức bự mà, còn sức bự nhiều lắm. Ok ha, sửa sơ là cái khác này ha. Trung sữa mai thì Trung thích sữa chỉ uống xuống về sơ vậy vậy sơ sơ thôi. Thì Trung hoa không thích lượng qua lượng lại, lượng lại thì cái kiểu dáng nó thấy lượng nhìn đẹp nhưng mà đều cho cái mai mốt cho mình chăm sóc nó dập cái thân mà, thằng này bị dập trong nó mà cắt là nó màu đen. Năm sau mình khó chăm sóc lắm, còn những cái mai Trung này là y nguyên bình thường nên rất dễ chăm sóc ha. Rồi cây đầu tiên là cây chín 15 bà ha. Để bỏ cái điện thoại xuống này, đẩy điện thoại lên hồi cắn cái điện thoại không. Rồi cây đầu tiên là cây 915. Rồi tới cây thứ hai là cái cây ngày hôm qua Trung hô cây không số đây. Không số mà qua chưa rõ nên hôm nay Trung sẽ đẩy lên đây cho anh em xem cho rõ luôn ha. Đó, bạn thấy cái dàn gốc rất ok ha. Bo ghép đã liền 100% ha. Bo ghép đã liền 100%. Cây này thì nó lai cái giống gì Trung không biết, mà cây này có thể Trung giống cá, cây này là bông rất bự nè. Bạn nhìn cái dàn lá nó y như là dảo lá gai mà. Cây này giống như dảo lá gai chứ không phải là dảo thường mà nè. Cây này hình như dảo lá gai rồi. Đó, nhìn lá này mà, nhìn lá này ha. Lá nó khác lá dảo trước mình xa ha. Đó, cái này hình như cái giống nó là dảo lá gai. Mà cái dảo lá như vậy nếu đúng là dảo lá gai là bông vẫn bự thơm nhưng điều nó có vẫn có chín cánh thôi nha bạn. Chín cánh bự ha. Chín cánh bự thì anh em cũng đã biết dảo lá gai là chỉ có chín cánh thôi. Đúng dảo lá gai ha. Là cây này mình Trung nghĩ cây này là dảo lá gai chắc luôn rồi. Đó, bạn thấy không? Cái lá nhìn khác ha. Nè, lá nhìn nó đâu không giống lá mình chút nào hết ha. Dày cứng khừ luôn, bóp người cốp cốp luôn nè. Gai thì khỏi chơi, gai quá trời gai này. Nhìn cái lá nó màu xanh khác bạn, nó không giống màu xanh của mình ha. Rồi, cái đó quanh. Cái này có thể là dảo lá gai bạn. Cái thân thì sắp sửa xù bạn. Sằng lên sằng luôn quá trời nữa ha. Trung chừng khi có cây cũng sắp sửa xù rồi. Nó cũng xù được cũng dài vào chỗ rồi. Cái hoành 14 mà, cây này hoành 14 ha. Đó, tàn dưới đều tròn ha. Trung sẽ quay cho bà xem cái nhà tàn. Đây là nhà tàn nhóm ba. Bà thấy nhà tàn rất tròn ha. Đó, dàn lá, bà thấy dàn lá khác không? Lá nó không giống bất cứ cây mai nào nha. Đó. Cái này Trung nghĩ cây này là cây dảo lá gai chắc rồi. Nói chung Trung mà dở lắm, Trung không có biết nhìn cái lá, nhìn cái bông mà Trung còn đón còn có lúc chặt đó, nó chưa nhìn cái lá. Mà Trung nghĩ cái này là tại cái nhà Trung có cây dạo lá gai hộp với y chang cái này mà. Lá nó dày cứng y chang, nên Trung nghĩ là cái này cây dạo lá gai chắc à. Rồi Trung sẽ bỏ cái này xuống ha, cái này là cái 916 ha. Rồi tới cái cây 917 thì bữa hổm Trung cũng vô rồi đây. Ê, cái 917 thì hành thụ đây. Đó, cũng mới làm bác thì đây mà đều chú đi công chuyện chú không ấy nên Trung sẽ lên làm lại ha. Chú để đặt trước nhưng chú bỏ lại thì Trung sẽ làm lại. Cái này thì hình thú hai giò. Ok, bo ghép đã lên 100%. Cốt ghép ở trên thì bự chà bá luôn. Cái này họ ghép cho Trung nghĩ là phải cỡ 7-8 năm rồi. Chứ không phải là còn sự còn mới. Cái bo ghép ở trên thì 9 phân mà. Nhưng mà là liền cốt ha, gốc bự vậy liền cốt cũng hơi khó, hơi lâu nha bạn. Cây này hoành thì 14 năm ha, hoành 14 năm. Đó các bạn thấy cái dàn dưới đây nè, cái giò dưới đây quỳ nha bạn. Nè, bạn thấy giò đây xuống này quỳ qua đây ha, nó rất đẹp ha. Nè, xuống này nó quẹo qua đây ha, chứ không phải là xuống thẳng luôn nha. Đó, nhìn cái kiểu dáng nó ok ha. Đó, thấy không? Y như một con thú đang ngồi, cái mặt cái này là như mình cho là cái mặt ha. Đây dàn tàn ạ. Dàn tàn tròn luôn ha. Tàn đều tròn. Thấy cái bo ghép ở trên nó bự cho bá ha. Bo ghép này cái cành ghép thôi, cái chi nhất là bự ha. Chi nhất bự chi hai đây, chi ba, thì đó chi nhất bự đều ha. Đó, nhìn y như con thú ha. Rồi, Trung sẽ bỏ cái này xuống ha. Trung quên đo chiều cao. Đây Trung đo sẵn đo luôn chiều cao cho anh em biết cảm nhận được cái cây mai. Cái này là dảo thước các bạn ha. Em này có chiều cao là 70 ha, chiều cao 70. Và chiều rộng của em này thì 65 ha. Chiều rộng 65. 65 là chưa kéo xuống các bạn, còn cây cành nhỉnh lên, cành kéo xuống nữa sẽ khác nữa ha. Kéo xuống sẽ bự thêm. Ui da. Rồi tới cây thứ ba là cây 918 ha. Cây 918 là cây thứ ba. Thì cây này Trung hô nó xù đây bạn. Đây, nè cái chỗ này bạn, nè bạn thấy không? Dấu mua y như muốn xù lên ha. Này, đó, thấy dấu lần này. Nhìn nó y như vậy nó xù lên nha, xù lên mà điều cái này là nó già. Này, thấy không? Nó sằng lên nó khác người ta nè, thấy nó sằng lên khác ha. Đó. Bo ghép thì đã liền được liền, bo ghép hoàn toàn không có lỗ gì hết ha. Đang kéo rất đỏ thì là ghép là kéo là rất lẹ luôn. Mấy cây mà nó sung sức nó sẽ lẹ lắm ạ. Đó mà thấy cái đít này không? Đít mà dạng mày xù ha. Muốn xù luôn, cái này là một cái này mày muốn xù ạ. Cái này thì hoành nó có 10
13 năm rồi ha, quanh 13 năm. Còn bo ghép ở trên đây, bo ghép nó nằm sát quá, chung không có đo được. Bo ghép thì chung nghĩ nó bự bằng ngón chân cái chung. Còn ở trên đây là ở trên khúc trên này là bằng ngón tay cái ha. Còn khúc dưới này là bằng ngón chân cái. Đó, coi tại nó có cái cành dưới rất đẹp, cái cành sát cái bo ghép rất đẹp ha. Rồi, để chút chung sẽ quay càng cảnh như cái vụ sù cho bạn xem. Anh em nào coi nó phải sù không? Cái chung sù chung cũng không biết nữa, chung như thế nào mà sù nhiều lên chung mới biết thôi. Còn sù mà sù sơ mới hơi nhóm sù chung cũng bó tay trong cơm luôn. Cái này rong riêu rất nhiều, cái này lấy rong được. Sau nay rong nhiều dưới rong dưới cái sôi rộm quá trời. Cái này rong rất nhiều, rong rất nhiều, xanh tốt luôn, rất tốt luôn. Cái này mà thả vô trong chỗ mà ẩm nó lên cho coi. Đó, cái này ok rồi, cái này dặn chiều cao khoảng 80 ha. Chiều cao 82 bạn, ghê, chiều cao 82. Còn dàn rộng ngang nó cỡ 57 ha. Rồi chúng sẽ bỏ cây thứ tư xuống ha. Rồi tới cây thứ năm thì nhỏ bạn. Cây thứ năm thì nó giống cây mà không chung làm, mà điều cây này nó được cái rễ phía đây nữa. Còn cây kia nó bên đây cũng dàn hai rễ mà điều nó được thêm cái rễ phía đây bạn. Này, dưới đây kia có cái rúng, có cái cành lên luôn bạn. Nè. Cái này dưới đây nó có cái rúng, có cái mai lên luôn. Đây cái mai đang lên ha. Nó có cái rúng luôn. Bỏ ghép thì chỉ lường được mới 20% thôi, đang kéo đỏ, mặt rất bự ha. Cây này thì rất già luôn, già mà già đen thui luôn. Cây này nó bị chắc hồi đó bị rong, cái hồi xịt thuốc mà, thuốc nên bây giờ nó cháy rong hết. Cây mai nó đen thui luôn. Cây này hoành thì 15 năm bạn, hoành 15 năm ha. Cây chiều cao em này là cho 60 đi. Những cái mai này là đa số những cái mai nào là nụ cho Tết được hết rồi bạn. Các bạn không cần lo ha. Nụ ok hết rồi. Rồi, chúng sẽ bỏ trong quay hiện tại. Đây hiện tại bạn. Hiện tại cây này thì hơi ít ha. Mà được cái tàn bên đây là tàn bên đây mình sửa, bên đây chim này là còn nhánh bên đây mình sửa khác nữa ha. Thì cái này qua Tết xong mình sẽ cắt làm lại. Nếu anh em nào có tài nghề làm cái cây này lại là nó rất đẹp ha. Cây này là cây chín, cây 919 ha, cũng là giá 700k ha. Bữa nay chúng bán là chúng không có bao ship nữa anh em nha. Cái lô này là cái cây này là chúng nhà nhập vô là giá cũng gần 700 rồi. Nên chúng không có bao ship, anh em nào ủng hộ chung cảm ơn ha. Chứ anh em nào bớt ship chung tội chung. Cũng không lời. Còn cây này là cây cũng là cái giảo thứ đất mà. Nhưng mà thấy dần gốc nữa không? Dần bị gốc, nếu bị gốc là mình được tròn đẹp ha. Này đã dần dẹp ha. Đó bây giờ một dần bị gốc rất dữ dằn ha. Rất già luôn. Trên thì hồi cái nó ghép hai bò mà. Trên ghép hai bò nè. Cốt thì cũng là liền được 90% rồi. Đó, ghép hai bò, cái bò thì cũng bằng tay cái ha. Cây này cao chắc phải chín tắc, cao ghê hồn luôn. Cây này thì nói chung cây này thì còn nguyên thủy, chúng chưa có sửa hết, búp nụ đầu lá đầu nguyên, chúng chưa lật bớt luôn. Này búp nụ nè, thấy búp nụ rất nhiều ha, búp nụ ok luôn nè, lá đầu nguyên hết, chúng chưa lật bớt nữa. Để chúng sẽ quay sát lại cho bạn xem cái này. Ở mấy hai cái cành trên chúng chưa có bấm luôn, vì bằng gì bấm là cái đọt nó ra nó xung qua quá trời đất, chưa bấm được cái đọt nữa, chưa dựng được cái đọt luôn. Nó hơi trống ở khúc giữa thôi, này bấm sửa là ok nè. Rồi cây này là cây 920 ha. 920 là cây cuối cùng ha. Cái hoành nó thì nó chỉ có 12 bạn ha, hoành 12. Rồi đấy, bạn thấy hiện tàn. Đó bộ đấy bự rất đẹp à. Hiện tàn rất cao luôn ha. Cao cây này cao khoảng 9 tấc luôn ha. Cây này thì chung chưa có sửa, cây này còn y nguyên, chung chưa có ra thời gian sửa. Cao 82 bạn. Đó. Cây này chung chưa có sửa hay gì hết nha. Rồi chúng sẽ bỏ lại cho cầm thổi quay từ cây bạn xem. Rồi đầu tiên là cây 915 ha. Đây 915 bộ đới bạn. Bộ đới bạn thấy bộ đới không? Bộ đới ha. À, chúng sẽ bỏ dưới bên này chúng chơi chiêu đi, chơi chiêu nữa nó thất bại quá. Chơi sao ta? Vậy là nhìn kỹ quá. Đây dần đấy bạn, đấy ha, quay sát thấy dần đấy ha, chúng sẽ mở camera bự luôn. Thôi một trời giờ không ổn rồi. Kỳ ta, rồi, đây chúng sẽ cầm cho nó chắc ha, chứ mình chịu cực mình cầm đi, để khi nó không có sát cho các bạn không thấy được dần đấy. Đấy đẹp ha. Rồi bo ghép của em ha.
Tối người ta sáng coi. Đây bạn bộ ghép đó, đó bạn thêm chung bộ ghép ha. Rồi dàn tàng ha. Cây này tàng thì tương đối đều cả ha. Tôi tàng đều đẹp. Coi cây này trong hô, cây 96 trong hô giỏ lá gai đây. Đó, bộ gốc nè. À, bộ ghép này đã liền đều liền như riêng ha. À, còn H5 nữa là ok rồi. Giờ đắp ok. Ở dàn gốc nè. Còn búp nụ thì okay, cây nào cái này cây mới cái đầu tiên búp nụ cũng quá trời mà. Cây nào cũng có búp nụ nha. Nay mai nay là không có búp nụ là không đúng rồi. Bạn thấy dàn lá nó khác, dàn lá của kia ha. Không không giống lá kia, xanh màu xanh đậm ha. Hai lá gần nhau nè. Khác xa ha. Đó, như cái lá đó là lá này đi ha. Đó, khác xa ha. Không giống lá ha. Lá rất rất đậm nè ha. Đầu lá màu đậm đen nha. Cái này cũng nghĩ là giỏ lá gai. Chung nghĩ thôi nha. Anh em nào biết thì lên comment chung ha. Mùi đó rất đẹp ha. Cái này thì chắc cú giỏ lá gai rồi. À, theo chung nghĩ là 99% là giỏ lá gai. Nó nhìn cái lá nó khác là lá mình sao mà nó không giống lá mình miếng nào đó. Lá nó màu đậm đen ha, đen gai đâu nhiều rồi. Đây, gai đâu quá trời đây nè. Gai có thể cắt đứt tay được khác ha. Rồi ok, tới cây thứ ba là cây hình thú đây. Hình thú này nhìn y như con thú đây ha. Bo ghép thì đã liền 100% ha. Đây. Nó không có chịu sáng người ta, nó màu gì ta. 100% bằng. Rồi dàn tàng của em nữa ha. Nói chung là những cây này tàng nhiều, tàng bự, tàng rộng và nó cao nhưng mà. Nên chung sẽ giao lưu anh em giá 700k là giá lỗ xịt tuột quần rồi nha. Đây này, anh em ủng hộ chung này. Còn cái cây này trung hô nó xù rồi. Đây bạn thấy không? Đó, dấu rất y như dàn xù ha. Thấy chưa? Bo ghép thì đã liền gần hết rồi, 80% rồi. Đây. Nó mờ mờ kìa. Bo ghép không? Ok không? Rồi dàn tàng ha. Rồi tới cây thứ năm. Cây năm thì ta dàn tàng hơi ít bạn, tàng hơi ít ít xíu ha. Đó, như cái góc này rất đẹp nè, góc rất đẹp ha, góc đen thui luôn. Bo ghép thì bo ghép nè, đây cái này thì mới liền có 20% thôi nha. Đó, còn dưới đây trung hậu có cái rải đây. Nè, cái rễ này còn sống nha. Cái nó ra cái nhánh còn sống này nha. Còn sống ha. Rồi dàn tàng nó thì nó chỉ có vậy thôi. Dàn tàng chỉ có cành bên đây cành kia thôi ha. Có hai cành thôi, đó. Cành ngọn cành rơi thôi. Rồi tới cây cuối cùng. Đó, cái cuối cùng bộ gốc ok nè. Cao ha. Đây bộ gốc nè. Đây là bộ gốc rất bự ha. Bo ở trên hồ ghép hai bo là. Hai bo ha. Sắp liền ha. Rồi dàn tàng nè. Tàng em này cũng hơi khủng á. Cây tàng cao nhiều luôn. Cây này thì chung chưa có sửa hết nha, anh em về sửa nha. Bụt nụ quá trời, lá chung chưa lật bớt luôn. Anh em về lật bớt nó rầm rạp quá trời đất. Tàng trên quá trời ha. Tùm lum tùm la. Cây này gì thì anh em về cứ lật thoải mái ha. Lật cái hoặc cắt đọt, sửa đọt, dựng đọt gì tùm lum hết. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung ha. Xin chúc các bạn luôn thật là nhiều sức khỏe. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.